Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 21 tháng 3 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Theo tử vi ngày 21 tháng 3 năm 2021 cho thấy, người tuổi Tý trải qua một ngày vô cùng thuận lợi do có tam hợp nâng đỡ. Chỉ cần bạn luôn giữ vững quyết tâm và tinh thần lạc quan, mọi việc sẽ tiến triển theo đúng như kế hoạch mà bạn đã vạch sẵn từ trước đó. Người làm kinh tế có thể đưa ra quyết định đầu tư, kinh doanh khá chính xác, đem lại nguồn lợi nhuận ổn định. Bên cạnh đó, bản mệnh cần chủ động tiếp xúc và giữ quan hệ lâu dài với một vài đối tác đáng tin cậy. Bạn là con giáp càng già càng giàu sang. Tuy nhiên thổ khắc thủy, bản mệnh cần phải dành nhiều thời gian hơn để quan tâm đến các vấn đề của gia đình mình. Nếu giữa hai vợ chồng xảy ra xích mích thì hai người nên trò chuyện thẳng thắn với nhau chứ không nên cố tình ngó lơ. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim. Có sự hoàn trả về tiền bạc hoặc việc làm đã đến lúc kết thúc dù có sự trắc trở đôi chút. Không nên ngồi tại chỗ, tự mình phải đi đến. Tin tức chậm, hoặc có tin ngoài ý muốn, ngoài sự giao ước. Không nên nóng tánh khi có sự tranh cãi. Tài lộc có sự trắc trở hoặc không được như ý trọn vẹn. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh thủy. Nên có sự nghỉ ngơi, hoặc không nên có mưu cầu lớn lao sẽ không có kết quả. Sức khỏe không tốt, mong cầu về tin tức dễ gặp chuyện không như ý hoặc có tin buồn. Gia đạo bất an. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa. Có tin xa, có khách đến. Không nên nản chí khi vấn đề như bức tường thành chắn ngang trước mặt. Ngày có nhiều sự bận rộn lo âu về công việc cũng như tình cảm, gia đạo cần phải lo toan. Cần lưu ý dễ có sự đảo lộn, gặp trở lực, có tin buồn. Hao tốn về mua sắm, quà tặng, tu bổ, sửa chữa. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ. Đề phòng mọi rủi ro, bất trắc. Ngày gặp nhiều chuyện khó khăn hoặc phải làm việc nhiều mới có kết quả. Việc mong cầu về tài lộc tuy có nhưng chậm và cũng phải chi phí vào những việc cần thiết. Ngày có sự gặp gỡ, có tin xa, có người đi xa. Có cuộc vui, thì sự, đình đám. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc. Mưu sự còn bị nghẽn lối, hoặc công việc gặp trắc trở. Cẩn trọng về tiền bạc do tình thế đảo lộn khác với sự tính toán của mình. Tuy nhiên cũng có quý nhân giúp đỡ, hoặc chờ đợi sẽ có tin tức mới. Có khách bè bạn đến, hoặc nhận được tin của họ. Có sự di chuyển, thay đổi. Có tài lộc, hợp các nghề xe cộ, máy móc, chế biến, pháp luật. Con số may mắn, 3, 4. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, xanh dương. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Thân. Tử vi tuổi Sửu. Do chịu tác động xấu của cục diện tương phá, sự nghiệp của người tuổi Sửu dễ gặp phải những điều không như ý. Bản mệnh có thể thấy thất vọng, chán nản vì mọi chuyện đang thuận lợi bỗng dưng gặp trục trặc. Bên cạnh đó, con giáp này cũng cần đề phòng những kẻ tiểu nhân xuất hiện xung quanh mình. Có thể chính những kẻ ghen ăn tức ở này là người đã ném đá giấu tay, khiến công việc của bạn vướng phải nhiều trở ngại. Tuy nhiên, trên phương diện tài lộc, chính tài có thể mang lại cho bạn những tác động tích cực. Bạn có thể được thừa hưởng gia sản hoặc quyết định nối nghiệp gia đình dựa trên nền móng có sẵn. Hãy tự tin vào bản thân và có kế hoạch phát triển trong tương lai. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim. Ngày phải bôn ba cực nhọc mới có được kết quả chút ít. Mọi việc sẽ đến dồn dập tốt xấu lẫn lộn. Không nên câu nệ vào những tiểu tiết miễn công việc được thành tựu là tốt. Gia đạo có chuyện buồn. Tâm tình bất an, nên tránh những chuyện tranh cãi, thị phi. Nếu nóng tính vội vàng thì dễ bị mắc sai lầm. Nếu có tài lộc chỉ là lộc vay mượn, tạm ứng tiền của sự đáo hạn, hoặc chỉ là lộc ăn, món quà nhỏ. Có tin buồn. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy. Khi bắt tay vào công việc gì đề phòng có sự tráo trở hoặc sự việc xảy ra không được đúng như ý muốn. Nếu có người đề nghị về hợp tác, hoặc chia tay, giải thể thì cũng không nên vì những tiểu tiết nhỏ nhặt làm mất hòa khí. Nên thanh toán những việc đã đến hạn kỳ. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa. Chớ nên vội vã kết luận hoặc kết thúc công việc. Khi bắt tay vào công việc gì đề phòng có sự tráo trở hoặc sự việc xảy ra không được đúng như ý muốn. Không nên vì chuyện tình cảm mà có sự thiệt hại, phiền lòng. Nếu có người đề nghị về hợp tác, hoặc phải chia tay, giải thể thì cũng không nên vì những tiểu tiết nhỏ nhặt làm mất hòa khí. Nên thanh toán những việc đã đến hạn kỳ. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ. Cần phải cực nhọc mới có được kết quả.
mọi việc sẽ đến dồn dập tốt xấu lẫn lộn. Không nên câu nệ vào những tiểu tiết miễn công việc được thành tựu là tốt. Gia đạo có chuyện buồn, tâm tình bất an, nên tránh những chuyện tranh cãi, thị phi. Có tin buồn, nếu nóng tính vội vàng thì dễ bị mắc sai lầm. Nếu có tài lộc chỉ là vay mượn, tạm ứng tiền của sự đáo hạn, hoặc lộc ăn, quà tặng. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc. Khi bắt tay vào công việc gì đề phòng có sự tráo trở hoặc sự việc xảy ra không được đúng như ý muốn. Mọi việc đều phải có nhu nhuyễn khéo léo mới có kết quả. Làm gì cũng nên giữ lấy uy tín. Tuy nhiên hãy suy nghĩ kỹ, nhận thêm một việc tức là nặng thêm một việc. Nên thanh toán những việc đã đến hạn kỳ. Con số may mắn, 17. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, cà phê. Quý nhân phù trợ Tỵ, Dậu, Hợi. Tử vi tuổi Dần. Tỷ kiên gây rối, người tuổi Dần đang làm việc ở những vị trí lãnh đạo có thể sẽ phải tốn nhiều thời gian khắc phục những lỗi sai do cấp dưới gây ra. Hãy bình tĩnh xác định xem lỗi sai bắt nguồn từ đâu để có phương án giải quyết chính xác nhất. Nếu làm nhân viên, bạn cần phải cởi mở hơn với mọi người, không nên sống một mình trong thế giới riêng. Bạn nên học cách làm việc nhóm để cải thiện hiệu quả công việc cũng như có những phương pháp giải quyết vấn đề phù hợp hơn. Mộc khắc thổ, có thể con giáp này sẽ nảy sinh mâu thuẫn với con cái. Bạn không nên nóng nảy khi con cái có thái độ chống đối, cãi lời mình. Cả hai đều cần phải lắng nghe và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy. Mưu sự còn bị nghẽn lối, hoặc công việc gặp trắc trở. Cẩn trọng về tiền bạc do tình thế đảo lộn khác với sự tính toán của mình. Tuy nhiên cũng có quý nhân giúp đỡ, hoặc chờ đợi sẽ có tin tức mới. Có khách bè bạn đến, hoặc nhận được tin của họ. Có sự di chuyển, thay đổi. Có tài lộc, hạp các nghề xe cộ, máy móc, chế biến, pháp luật. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa. Có người mang tin đến. Có tin buồn, có tin vui ở xa. Mọi việc hãy để tự nhiên, không nên manh động thì đỡ xấu. Ngày không nên có sự đương đầu, mà cần có sự nhẫn nhịn chờ đợi. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Sức khỏe không tốt, tài lộc dễ hao. Hoặc phải chi trả những việc đáo hạn, định kỳ, đến hẹn. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ. Không nên tránh né mà hãy mạnh dạn giải quyết công việc, hay tiền bạc cho bớt đi gánh nặng và để giữ lấy uy tín của mình. Có người mang tin đến, có tin buồn, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Sức khỏe không tốt, tài lộc trung bình, cẩn trọng về lời nói dễ có sự tranh cãi, gặp phiền muộn. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc. Mưu sự còn bị nghẽn lối, hoặc công việc gặp trắc trở. Nên có sự di chuyển, thay đổi và nên tìm quý nhân giúp đỡ, hoặc chờ đợi sẽ có tin tức mới. Cẩn trọng về tiền bạc, do tình thế đảo lộn khác với sự tính toán của mình. Có khách bè bạn đến, hoặc nhận được tin tức của họ. Có tài lộc, hạp các nghề xe cộ, máy móc, chế biến, pháp luật. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim. Không nên tránh né mà hãy mạnh dạn giải quyết công việc hay tiền bạc thuộc về quá khứ cho bớt đi gánh nặng và để giữ lấy uy tín của mình. Ngày không nên có sự đương đầu, mà cần có sự nhẫn nhịn chờ đợi. Có người mang tin đến, có tin buồn, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Sức khỏe không tốt, đề phòng rủi ro, bất trắc. Tài lộc trung bình, cẩn trọng về lời nói có sự tranh cãi hoặc gặp chuyện phiền muộn. Con số may mắn, 15. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, xanh rêu, xanh lá cây. Quý nhân phù trợ, Ngọ Tuất Hợi. Tử vi tuổi Mão. Nhờ có tam hội giúp sức, những kế hoạch được thực hiện từ trước tới giờ của người tuổi Mão đang có những bước tiến triển bền vững và nhanh chóng. Vì lý do này, bản mệnh càng lúc càng tự tin hơn và không ngại thử thách bản thân. Quý nhân xuất hiện có thể giúp bạn chỉ ra hướng khắc phục những vướng mắc trước mắt cũng như đưa ra định hướng cho tương lai. Vì vậy, dù có phải chịu va vấp, bạn cũng hay bình tĩnh giải quyết, rồi sau đó bạn sẽ thấy con đường sự nghiệp của mình hanh thông hơn nhiều. Mộc khắc thổ, bản mệnh cần quan tâm đến nửa kia của mình nhiều hơn. Trong gia đình, vợ chồng cần tâm sự với nhau nhiều hơn chứ không nên mỗi người một ý, ai làm việc nấy như vậy. Bạn cũng có thể là người xuống nước trước để vấn đề được giải quyết nhanh chóng. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh thủy. Nên tránh những chuyện tranh cãi, thị phi. Coi chừng khi hành động dễ bị ràng buộc, làm trong sự miễn cưỡng. Tất cả chỉ là ngắn hạn, thành công trong nhất thời, dễ bị bỏ dở, ngồi lâu có hại.
Trong nội bộ có người châm chích và cũng không nên vì tình cảm mà che chở cho họ hoặc phải chịu đựng mãi nên có thái độ dứt khoát. Tài lộc trung bình, ngày có tiệc vui, hoặc có thêm người. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh hỏa. Dù có đang tiến hành làm công việc gì cũng nên suy tính trước sau, để phòng tiểu nhân hoặc có những sự việc xảy ra không được thuận lợi. Nên có sự thay đổi về quan điểm của mình trước tình hình mới. Có tin xa, nên ra đi giải quyết hoặc tìm hiểu công việc. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ. Mọi việc đều có thể bị đảo lộn không đúng như ý muốn hoặc có sự hư hại, trắc trở. Nếu có nhiều công việc đến thì nên làm những việc đã có dự tính, ước hẹn. Nên có sự thay đổi về phương hướng của mình trước tình hình mới. Ngày có sự gặp gỡ, có lộc hoặc có quà tặng cuộc vui ngắn. Có tin xa, nên ra đi giải quyết hoặc tìm hiểu công việc. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc. Mọi việc đều có thể bị đảo lộn không đúng như ý muốn hoặc có sự hư hại, trắc trở. Nếu có nhiều công việc đến thì nên làm những việc đã có dự tính, ước hẹn. Nên có sự thay đổi về phương hướng của mình trước tình hình mới. Ngày có sự gặp gỡ, có lộc hoặc có quà tặng cuộc vui ngắn. Có tin xa, nên ra đi giải quyết hoặc tìm hiểu công việc. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim. Mọi việc mong cầu đều rất khó thành công hoặc đúng như đã dự định. Nên đi xa, di chuyển, gặp gỡ để giải quyết công việc kể cả chuyện tình cảm cũng vậy. Có tin vui, hỷ sự, hoặc có đám tiệc có lộc nhỏ. Có tin xấu về rủi ro, tai nạn, hoặc có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng. Con số may mắn, 1, 6. Giờ tốt, từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, xanh da trời, xanh rêu. Quý nhân phù trợ, dần, thìn, tuất. Tử vi tuổi thìn. Theo tử vi ngày 21 tháng 3 năm 2021, người tuổi thìn trở nên cực kỳ cứng đầu và cố chấp do chịu ảnh hưởng của cục diện tự hình. Bạn chẳng muốn ai can thiệp vào công việc mình và cũng không muốn hợp với người khác. Bạn có xu hướng tự tách mình ra khỏi đám đông. Ngoài ra, vì luôn đạt được thành tích cao trong công việc nên bạn thành ra tự phụ, độc đoán, sẵn sàng đối đầu với những ai có ý kiến trái ngược với mình. Đừng vô tình biến môi trường làm việc của bạn trở nên căng thẳng hoặc bất hòa không cần thiết. Thổ vượng khuyên bản mệnh cần phải nhìn nhận vấn đề trước mắt thật rõ ràng, không nên khăng khăng với ý kiến của riêng mình, không chịu lọt tai lời khuyên ngăn của bất cứ ai. Thử dành thời gian suy ngẫm lại xem, biết đâu bạn sẽ nhận ra góp ý của người khác cũng có cái hay riêng. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng. Tất cả mọi công việc về công danh, tình cảm, tiền bạc đều nên có sự cẩn trọng. Dễ bị ràng buộc về lời nói, thị phi, tranh cãi. Gặp phải hoàn cảnh có nhiều sự đảo lộn ngược xuôi khó nắm bắt. Tài lộc chậm chạp, hoặc chỉ là lộc nhỏ. Có tin buồn. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ. Mọi sự có thể xảy ra nhiều tình huống khó dự đoán. Nên dè dặt trong mọi chuyện. Có tin xa, nên thu vén công việc và cũng không nên quyết định những công việc lớn, trọng đại. Tâm tình bất an, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Tốt hơn là nên nghỉ ngơi, chờ đợi. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc. Mọi sự có thể xảy ra nhiều tình huống khó dự đoán. Nên dè dặt trong mọi chuyện. Chớ nên có sự tranh chấp, tranh cãi sẽ đưa đến điều không tốt. Nên tiến hành những công việc đã được định trước kể cả về mặt tiền bạc. Có tin xa, nếu không phải là ngày làm việc thì nên nghỉ ngơi, bày vẻ thêm thì bất lợi. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim. Hãy chỉ nên chăm chú vào một chuyện, không nên ôm đồm công việc. Hãy bình tĩnh dù sự việc có khó khăn đến đâu cũng có phương cách giải quyết. Sức khỏe không tốt, gia đạo bất an, tuy nhiên cũng có được cơ hội để giải trừ. Nếu không phải là việc hệ trọng thì nên nghỉ ngơi. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy. Ngày tuổi của bổn mạng, mọi sự có thể xảy ra nhiều tình huống khó dự đoán. Nên dè dặt trong mọi chuyện. Chớ nên có sự tranh chấp, tranh cãi sẽ đưa đến điều không tốt. Nên tiến hành những công việc đã được định trước kể cả về mặt tiền bạc. Có tin xa, nếu không phải là ngày làm việc thì nên nghỉ ngơi, bày vẻ thêm thì bất lợi. Con số may mắn, 3, 4. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, xám. Quý nhân phù trợ Tí, Thân, Dậu. Tử vi tuổi Tỵ. Thực thần phù trợ, người tuổi Tỵ làm công việc tự do sẽ nhận được phúc lộc dồi dào trong ngày hôm nay. Có thể bạn sẽ kiếm được một khoản tiền lãi khả quan do những quyết định đúng đắn từ trước đó của mình. Với người làm công ăn lương, bạn không gặp nhiều biến động về tiền bạc.
Bạn vốn là con giáp thông minh, xây dựng được những mối quan hệ tốt với mọi người nhưng lại thường hay chần chừ, để cơ hội trôi qua đáng tiếc. Hãy chủ động hơn khi đứng trước những thời cơ. Hỏa sinh thổ, bản mệnh có một ngôi nhà khá yên bình. Gia đình là chốn nghỉ ngơi của bạn sau một ngày làm việc đầy căng thẳng. Chỉ cần về đến nhà, gặp lại người thân là con giáp này đã cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm ngay lập tức. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa. Không nên vội vã tiến lên, dễ bị lún sâu. Tốt hơn nên noi lối cũ an phận thủ thường. Có người muốn nâng đỡ mình nhưng còn dè dặt hoặc có người châm chích. Mọi việc cứ để yên chưa phải lúc. Chuyện tình cảm tình duyên thoải mái vui tươi. Tài lộc trung bình, hao tài về giao thiệp, mua sắm, tiền của sự đáo hạn định kỳ. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ. Có sự trắc trở khó khăn, hoặc công việc đang tiến hành thì bị bỏ dở tiến thoái lưỡng nan. Chỉ nên làm việc bình thường. Có tin xa, nên ra đi giải quyết công việc đã có dự tính nhưng có sự chờ đợi chậm trễ, lâu lắc hoặc gặp mặt không đầy đủ. Ngày có sự hao tốn cho những dịch vụ định kỳ. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc. Những việc xưa cũ đã đến lúc phải có sự kết thúc hoặc phải thay đổi. Nếu không tìm được phương kế thì nên tìm gặp quý nhân là người khác phái giúp đỡ. Nên ra đi giải quyết công việc. Có tin tức ở xa hoặc có khách đến. Có sự hao tốn cho những dịch vụ định kỳ. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim. Tốt hơn nên noi theo lối cũ, an phận thủ thường, nếu muốn thay đổi thì cần có ý kiến của nhiều người. Ngày có sự hoàn tất công việc hoặc có sự đáo hạn, định kỳ. Có tin vui, gặp người tốt. Có người muốn nâng đỡ mình nhưng còn dè dặt vì e sợ có người châm chích. Mọi việc cứ để yên chưa phải lúc. Chuyện tình cảm tình duyên thoải mái vui tươi. Tài lộc trung bình, hao tài về giao thiệp, mua sắm, tiền của sự đáo hạn, định kỳ. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy. Dù có nhận được tin tức hay xấu nhưng cũng nên cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi mới giải quyết những công việc kế tiếp. Nên tu bổ, sửa chữa, mua sắm những gì còn thiếu sót hoặc đã có sự hư hại, hoặc hoàn tất những gì đã có định ước, đến hẹn. Những việc xưa cũ đã đến lúc phải có sự kết thúc hoặc phải thay đổi. Con số may mắn, 39. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ, ngọ, mùi, thân. Tử vi tuổi ngọ. Hỏa sinh thổ vượng, người tuổi ngọ xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp do bạn luôn sẵn sàng quan tâm và giúp đỡ mọi người. Vì vậy, nếu gặp khó khăn, bạn cũng không nên lo lắng, bởi bạn là con giáp tốt số, chắc chắn bạn cũng sẽ được nhiều người giúp đỡ. Trong gia đình, bản mệnh luôn quan tâm đến nửa kia, do đó dù có ý kiến trái chiều thì đôi bên cũng chẳng bao giờ cãi vã hay nặng lời với nhau. Bạn tin rằng mình và người ấy có thể cùng nhau vượt qua mọi biến động trong cuộc sống. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực mãn là ngày tốt để cầu tài, cầu lộc hoặc tế tử. Do đó, nếu bạn thành tâm cầu khấn vào ngày hôm nay, rất có thể bạn sẽ đạt được điều mà mình mong muốn. Hãy thực hiện công việc này vào giờ hoàng đạo để đạt kết quả tốt hơn. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim. Có người khác xen vào chuyện của mình, hoặc thời cơ hội không chiều theo ý mình. Tin tức đến không tốt, có nhiều chuyện lo âu về công danh, tình cảm. Tiến lên thì bất lợi, chỉ gây thêm sự rắc rối. Sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi nhận lời của người khác về công ăn việc làm cũng như về tình cảm. Nên cẩn trọng có người muốn xen vào chuyện của mình với ý đồ không tốt. Mọi chuyện không nên hấp tấp hoặc bày vẽ thêm nhiều việc sẽ không có lợi, đưa đến bực mình, tranh cãi, bích lòng. Giới hạn việc đi lại, đề phòng rủi ro. Nếu có cuộc vui thì cũng không được vừa ý. Có tin hoặc chuyện buồn. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng. Nếu cần làm việc gì thì nên làm cho nhanh chóng và sớm sổ tức là nên chụp lấy thời cơ. Tuy nhiên nếu đã có kết quả thì không nên tiến thêm. Ngày có nhiều tin tức ở xa, có người đi xa. Có sự gặp gỡ, hội ngộ. Có tài lộc, tuy nhiên cũng nên đề phòng có sự trách oán hoặc phải hao tốn vì giao thiệp. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ. Đề phòng sự cháo trở hoặc sự việc xảy đến bất ngờ khiến cho mình không trở tay kịp. Không nên nghe ý kiến của người khác mà hãy tự mình tìm phương cách giải quyết. Nếu là ngày có sự gặp gỡ thì cuộc vui cũng không vừa ý. Có tin xa. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc. Giới hạn việc đi lại, di chuyển, đề phòng rủi ro. Có tin tức hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có tài lộc, hãy suy nghĩ kỹ trước khi nhận lời của người khác về công ăn việc làm cũng như về tình cảm.
nên cẩn trọng có người muốn xen vào chuyện của mình với ý đồ không tốt, hoặc có sự trách oán. Con số may mắn, 4, 5. Giờ tốt, từ 3 giờ đến 5 giờ. Màu sắc cát tường, tím, hồng. Quý nhân phù trợ, Dần, Mùi, Tuất. Tử vi tuổi Mùi. Chính tài nâng đỡ, người tuổi Mùi có thể cải thiện được mức lương của mình trong ngày hôm nay. Sự cố gắng không ngừng của bạn đã gây ấn tượng với lãnh đạo. Bạn khẳng định được vị thế và giá trị của mình, khiến công ty luôn muốn giữ chân bạn lại. Ngoài ra, bạn cũng có thể trở thành người giàu có nhờ những khoản tích góp từ trước đó. Bạn quan điểm, năng nhặt chặt bị, dù tiền lương cao hay thấp cũng phải chi tiêu hợp lý thì mới có thể tích lũy và sung túc hơn trong tương lai. Nếu có ý định xuất hành vào ngày hôm nay, bạn nên đi về hướng Nam để gặp Hỷ Thần hoặc hướng Tây để gặp Tài Thần. Như vậy, bạn sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong công việc, nếu là việc ký kết làm ăn, bạn sẽ tìm được mối đầu tư hứa hẹn. Tử vi tuổi Ất Mùi, thuộc mệnh Kim. Việc như thế nào thì cứ làm như thế ấy, không nên suy tính quá kỹ lại trở thành không tốt. Nên tránh những chuyện tranh cãi, thị phi. Có tài lộc hoặc có tin tốt về công ăn, việc làm, tình cảm, tiền của sự đáo hạn, định kỳ. Có lộc ăn, quà tặng. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thuộc mệnh Thủy. Ngày có sự hao tài hoặc phải chi trả những việc đã có dự tính. Nên có sự vay mượn hoặc nhờ quý nhân giúp đỡ về tiền bạc. Ngày có nhiều chuyện phải lo âu, giải quyết vì có nhiều sự kiện xảy ra hoặc có tin tức đến không phù hợp với tình hình hiện tại. Cần thiết là phải gặp mặt trực tiếp. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, thuộc mệnh Hỏa. Không nên tin cẩn ở mặt bề ngoài vì công việc hoặc lời nói còn có ẩn ý. Tuy nhiên đây không phải là chuyện xấu vì có sự e ngại nên để người khác đứng thay cho mình. Có hao tốn chút ít về giao thiệp, hoặc phải chi trả những việc đã có dự tính. Không nên e ngại khi có sự vay mượn hoặc nhờ quý nhân giúp đỡ về tiền bạc. Tử vi tuổi Tân Mùi, thuộc mệnh Thổ. Mọi việc chỉ nên ngồi yên, nhưng nếu cần làm thì phải làm cho nhanh, không đặt nặng vào những chuyện nhỏ nhặt thì mới có lợi. Không nên suy tính quá kỹ lại trở thành không tốt, nên tránh những chuyện tranh cãi, thị phi. Có tài lộc hoặc có tin tốt về công ăn, việc làm, tình cảm, tiền của sự đáo hạn, định kỳ. Có lộc ăn, quà tặng. Tử vi tuổi Quý Mùi, thuộc mệnh Mộc. Mọi việc đều nên ẩn nhẫn hoặc tìm người khác thay thế mình trong công việc cần giải quyết. Có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân, có lộc nhỏ hoặc có quà tặng, vui chơi. Có tin tức ở xa. Không nên e ngại khi có sự vay mượn hoặc nhờ quý nhân giúp đỡ về tiền bạc. Con số may mắn, 1, 2. Giờ tốt, từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, cà phê. Quý nhân phù trợ, Mão, Tỵ, Ngọ. Tử vi tuổi Thân. Tam hợp phù trợ người tuổi Thân làm việc vô cùng hiệu quả. Bản mệnh cảm thấy hào hứng hơn hẳn ngày thường vì mọi việc đều diễn ra suôn sẻ ngoài dự kiến. Bạn cũng nhận ra xung quanh có rất nhiều người ủng hộ mình. Những ai cần tham gia thi cử cũng gặp nhiều may mắn trong thời điểm này. Chỉ cần giữ bình tĩnh và không chủ quan thì bạn có thể chinh phục được mọi câu hỏi dù khó khăn đến đâu. Hãy tin rằng mình không hề thua kém bất cứ ai. Thổ sinh kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia vô cùng hòa hợp. Bạn thường chia sẻ nhiều khó khăn, khúc mắc trong cuộc sống với vợ hoặc chồng mình, từ đó đôi bên sẽ tìm ra cách giải quyết thích hợp nhất. Tử vi tuổi Giáp Thân, thuộc mệnh Thủy. Ngày phải đương đầu với mọi tranh chấp, sự việc đến hoàn toàn không dễ dàng. Đề phòng mọi rủi ro bất trắc, chuyện tình cảm nên thẳng thắn mà giải quyết nhanh chóng. Hợp đồng ký kết giao dịch cẩn trọng về chữ nghĩa, giấy tờ sẽ có sự giấu giếm, lừa đảo, hoặc bị sơ sót lầm lẫn đưa đến bất lợi. Tử vi tuổi Bính Thân, thuộc mệnh Hỏa. Mọi việc không nên gấp gáp, vội vã. Ngày có nhiều áp lực, trắc trở khó khăn khiến mình phải lo âu vì sự việc xảy ra hoàn toàn khác. Đề phòng rủi ro, khẩu thiệt, tranh cãi, gặp tiểu nhân, hoặc chỉ nhận được những tin tức không tốt. Cố gắng giữ lời hứa nếu đã có hẹn trước. Tử vi tuổi Mậu Thân, thuộc mệnh Thổ. Không nên chờ đợi mà hãy mạnh dạn thay đổi hoặc thông báo cho người những việc cần giải quyết. Mọi việc đều phải nhanh chóng mới có kết quả. Càng về cuối ngày sự việc sẽ không tốt, hoặc phải kéo dài qua ngày khác. Nên thanh toán những gì đã có sự ước hẹn dự tính. Có tin xa. Tử vi tuổi Canh Thân, thuộc mệnh Mộc. Không nên để cho tình thế hiện tại trói buộc mình mà hãy mạnh dạn tìm phương cách giải quyết hoặc ra đi tìm phương kế. Nên suy xét cho cẩn thận về những lời bàn ra tán vào, sự việc đến hoàn toàn không dễ dàng.
nếu có hợp đồng, ký kết, giao dịch, đầu tư, thì cẩn trọng về chữ nghĩa sẽ có sự giấu giếm, lừa đảo, hoặc bị sơ sót lầm lẫn đưa đến bất lợi. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim. Sự việc không phải là đơn giản, không phải một lần giải quyết hành động mà kết thúc được vấn đề, vì sẽ có những chuyện xảy ra bất ngờ không đúng với ý nghĩ của mình. Tuy nhiên cũng không nên nản chí sẽ có kết quả. Tin tức không tốt hoặc chờ đợi chậm chạp, lâu lắc. Con số may mắn, 48. Giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, bạch kim, vàng. Quý nhân phù trợ Tí, Thìn, Tỵ. Tử vi tuổi Dậu. Dưới ảnh hưởng của nhị hợp, người tuổi Dậu trẻ tuổi chưa có định hướng rõ ràng cho tương lai nên thường xuyên do dự, thiếu quyết đoán. Nếu đang hoang mang trước cánh cửa tương lai, bạn có thể tham khảo ý kiến của những người đi trước đáng tin tưởng xem sao. May mắn, bạn có một tinh thần nhẹ nhõm vì trong các mối quan hệ xã hội, bạn chọn cách làm lơ những kẻ có ý đồ xấu, những kẻ cố tình nói lời khích bác mình. Bạn chỉ dành tình cảm và sự quan tâm cho những người thực sự tốt với mình. Thổ sinh kim, mối quan hệ gia đình của người tuổi này rất hòa hợp. Bạn và nửa kia luôn yêu thương và thấu hiểu nhau. Nửa kia là động lực của bạn, giúp bạn không ngừng tiến lên, cho dù trước mắt bạn phải đối diện với khó khăn gì đi nữa. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy. Việc đến như thế nào thì cứ làm như thế ấy, không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện. Có tin tức tốt ở xa hoặc gặp lại người xưa, tài lộc vào ra thất thường. Ngày có nhiều công việc đến rất bận rộn, có người đến mang tin buồn hoặc đến nhờ vả. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa. Không nên e ngại chuyện hao tốn vì sự việc không phải là dễ dàng. Trong việc đi lại cũng vậy, phải nên có sự dự phòng về thời gian cũng như về tiền bạc. Mọi việc tổ chức, sắp xếp cho các việc đã có dự tính khó có kết quả như ý trọn vẹn. Có tin xa, có cuộc đi ngắn. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ. Mọi việc tổ chức, sắp xếp cho các việc đã có dự tính khó có kết quả như ý trọn vẹn. Ngày có tiệc tùng đình đám hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn trong đó có người không tốt. Nếu có việc di chuyển nên có sự dự phòng về thời gian cũng như về tiền bạc. Có tin xa, có cuộc đi ngắn, có tài lộc hoặc có quà tặng lộc ăn. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc. Ngày có nhiều việc đến rất bận rộn. Không nên có sự cầu toàn và cũng phải biết thiệt thòi đôi chút thì mới có lợi. Tình cảm không nên để mất, hãy làm theo những gì đã được định ước. Có người đem sự thuận lợi đến hoặc có cuộc vui. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim. Mọi việc tổ chức, sắp xếp cho các việc đã có dự tính khó có kết quả như ý trọn vẹn. Ngày có tiệc tùng đình đám hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn trong đó có người không tốt. Nếu có việc di chuyển nên có sự dự phòng về thời gian cũng như về tiền bạc. Có tin xa, có cuộc đi ngắn, có tài lộc hoặc có quà tặng lộc ăn. Con số may mắn, 2, 5. Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, bạch kim, xám. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Tỵ. Tử vi tuổi Tuất. Cục diện tương xung khiến người tuổi Tuất gặp phải nhiều điều rắc rối trong sự nghiệp. Nếu bạn phạm lỗi, hãy dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm và tìm cách khắc phục, chứ không nên tìm cách đùn đẩy, đổ tội cho người khác. Đó cũng là cách giúp bạn trở thành con giáp đáng kính hơn trong mắt mọi người. Nếu không muốn những khoản đầu tư của mình bị thất thoát thì những người làm ăn kinh doanh tránh ký kết những hợp đồng quan trọng vào ngày hôm nay. Cho dù bạn có sốt ruột, có nuôi tham vọng có lớn đến đâu thì cũng nên bình tĩnh chờ thời cơ thích hợp. Trong ngày thổ vượng, bản mệnh cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe cũng như chế độ ăn uống của mình, tránh tham công tiếc việc, làm việc quá sức. Hãy nghỉ ngơi điều độ để không mắc phải các bệnh như xương khớp, dạ dày, thần kinh. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa. Ngày xung của bổn mạng. Có nhiều chuyện phiền toái đến với mình nếu không cẩn trọng trong công việc, hoặc được giao phó. Nên nhẫn nại nếu có lời trách oán hoặc bị áp lực. Vì chưa phải là thời cơ để mình lên tiếng. Hoặc chỉ nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại, hay thuận theo thời cuộc. Nên đi xa hoặc bỏ công việc cũ và làm lại thì tốt. Có tin xa nhắc mình về cuộc hẹn, lời hứa. Có quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ. Ngày xung của bổn mạng. Không nên than van hoặc âu lo. Nếu có những trở ngại, bị áp lực hoặc có tin xấu cũng nên nhẫn nại vượt qua, sẽ có người biết đến và giúp đỡ hoặc gặp được vận may. Hãy mạnh dạn thay đổi. Nếu không phải và việc nghiêm trọng thì chỉ nên nghỉ ngơi và làm những công việc đã có dự tính. Có tin xa, một ngày bận rộn, hay lo. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc.
công việc nếu có những trở ngại, bị áp lực, hoặc có tin xấu cũng nên nhẫn nại vượt qua, sẽ có quý nhân giúp đỡ hoặc gặp được vận may. Nếu không phải là việc quan trọng thì chỉ nên nghỉ ngơi, hoặc xem xét lại những việc cũ. Không nên than van hoặc âu lo. Có tin xa, một ngày bận rộn, hay lo. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim. Ngày xung của bổn mạng. Có nhiều chuyện phiền toái đến với mình nếu không cẩn trọng trong công việc, hoặc được giao phó. Nên nhẫn nại nếu có lời trách oán hoặc bị áp lực. Vì chưa phải là thời cơ để mình lên tiếng. Hoặc chỉ nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại, hay thuận theo thời cuộc. Có tin xa nhắc mình về cuộc hẹn, lời hứa. Có quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy. Ngày xung của bổn mạng. Nếu không phải là việc nghiêm trọng thì chỉ nên nghỉ ngơi và làm những công việc đã có dự tính. Không nên than van hoặc âu lo. Về công việc nếu có những trở ngại, bị áp lực hoặc có tin xấu cũng nên nhẫn nại vượt qua, sẽ có người biết đến và giúp đỡ hoặc gặp được vận may. Hãy mạnh dạn thay đổi. Có tin tức ở xa. Có tin buồn. Cẩn trọng sức khỏe không tốt. Một ngày bận rộn, hay lo. Con số may mắn, 4, 6. Giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ thân. Tử vi tuổi Hợi. Thổ khắc thủy, người tuổi Hợi còn độc thân cần phải đề phòng những người tiếp cận mình với ý đồ không lành mạnh. Dù được nhiều đối tượng khác giới săn đón, bạn cũng không nên dễ dãi mà cần giữ khoảng cách thích hợp. Những người đã có gia đình quan tâm đến nửa kia nhiều hơn, không nên làm việc theo cảm tính. Muốn xây dựng gia đình hạnh phúc, vợ chồng bạn cần phải có sự thấu hiểu và đồng lòng hơn nữa, không nên ích kỷ chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân. Tuy nhiên, trong sự nghiệp, do được thiên ấn phù trợ nên người tuổi này đạt được những bứt phá rõ rệt. Bạn khẳng định được vị thế dẫn đầu của mình nhờ việc thực hiện thành công những việc khó khăn khi người khác có ý định trốn tránh. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa. Có tin tức ở xa tốt cũng có mà xấu cũng có. Mọi việc nên chờ đợi không nên hấp tấp tiến hành cũng không nên nghe ý kiến của những người khác. Có người ra đi, gặp lại người xưa. Tài lộc trung bình, định kỳ, đáo hạn. Tử vi tuổi Đinh Hợi thổ. Ngày có nhiều công việc đến dồn dập cũ cũng như mới hoặc có nhiều người đến hoặc có nhiều tin tức. Nên thanh toán những gì mình còn dính líu ở quá khứ, hoặc nên giải quyết cho xong những việc đã kéo dài từ lâu. Ngày thuận lợi cho việc di chuyển, đi xa. Hao tài về giao thiệp ăn uống, giải trí, chữa bệnh. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, Mộc. Ngày có nhiều công việc đến dồn dập cũ cũng như mới hoặc có nhiều người đến hoặc có nhiều tin tức. Nên thanh toán những gì mình còn dính líu ở quá khứ, hoặc nên giải quyết cho xong những việc đã kéo dài từ lâu. Ngày thuận lợi cho việc di chuyển, đi xa. Hao tài về giao thiệp ăn uống, giải trí, chữa bệnh. Tử vi tuổi Tân Hợi Kim. Mọi việc không nên cưỡng cầu, hãy chấp nhận những gì mình đang có trong hiện tại, sẽ có lợi sau này. Có tin tức ở xa tốt cũng có mà xấu cũng có. Mọi việc nên chờ đợi không nên hấp tấp tiến hành, cũng không nên nghe ý kiến của những người khác. Có người ra đi, gặp lại người xưa. Tài lộc trung bình, định kỳ, đáo hạn. Tử vi tuổi Quý Hợi Thủy. Mọi việc mong cầu cần phải dựa vào sức hoặc uy tín của người khác thì mới thành công. Tuy nhiên mọi sự đều phải sòng phẳng để tránh sự mích lòng về sau. Nên di chuyển, đi xa. Ngày có nhiều công việc đến dồn dập cũ cũng như mới hoặc có nhiều người đến hoặc có nhiều tin tức. Nên thanh toán những gì mình còn dính líu ở quá khứ, hoặc nên giải quyết cho xong những việc đã kéo dài từ lâu. Hao tài về giao thiệp ăn uống, chữa bệnh. Con số may mắn, 1, 6. Giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, đen, trắng. Quý nhân phù trợ, dần, mão, mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.